Real Madrid đang bước vào giai đoạn đầy thử thách khi phải đối mặt với nhiều vấn đề trong đội hình, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Chấn thương cả mùa của Dani Carvajal đã để lại một khoảng trống lớn ở cánh phải, buộc huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải tìm ra giải pháp tạm thời với Lucas Vazquez, vốn khởi nguồn là một cầu thủ tấn công, nhưng có nhiều mùa giải chơi tại vị trí này. Tuy nhiên, Lucas Vazquez cũng không tránh khỏi chấn thương, khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Trong bối cảnh đó, nhất là trong dài hạn, thì việc Real Madrid nhắm đến Trent Alexander-Arnold như là một mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu là một điều dễ hiểu, nhất là khi mà hợp đồng của cầu thủ này với Liverpool đang đi đến hồi kết. Alexander-Arnold được xem là một biểu tượng của bóng đá hiện đại từ vai trò của mình, sở hữu kỹ thuật vượt trội, khả năng kiến tạo xuất sắc và tư duy chiến thuật đặc biệt. Cầu thủ 26 tuổi này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Liverpool trong suốt những năm qua. Anh được xem như là một phần không thể thiếu trong thành công của đội bóng dưới thời Jurgen Klopp, đặc biệt trong giai đoạn đỉnh cao với chức vô địch Champions League năm 2019 và Premier League mùa giải 2019-20. Cho đến hiện tại, dù có một khoảng thời gian trầm xuống một chút vì chấn thương, thì từ giai đoạn Liverpool gặp khó hay đến thời điểm chuyển giao với Arne Slot lên dẫn dắt, Arnold vẫn quá quan trọng bên hành lang cánh phải của The Kop. Tuy nhiên, với việc hợp đồng của Arnold sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, câu hỏi đặt ra là liệu anh có thể tiếp tục gắn bó với Anfield hay không, và Real Madrid có thể tận dụng cơ hội này để mang anh về Santiago Bernabeu như họ đã nắm bắt cơ hội với một số bản hợp đồng miễn phí trước đó. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, khả năng Alexander-Arnold gia hạn hợp đồng với Liverpool là rất thấp. Điều này mở ra cơ hội cho Real Madrid, đội bóng đã theo đuổi cầu thủ người Anh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Arnold ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là điều không hề dễ dàng, bởi Liverpool không muốn mất anh khi mùa giải đang diễn ra, và bản thân Arnold cũng mong muốn chia tay đội bóng theo cách tốt nhất và êm đẹp nhất. Điều này có nghĩa khả năng cao là Real Madrid sẽ phải chờ đến mùa hè để ký hợp đồng theo dạng tự do hoặc là chấp nhận chi ra một khoản tiền không nhỏ nếu muốn hoàn tất thương vụ này sớm hơn. Con số để chi ra cho hậu vệ cánh của đội tuyển Anh sẽ phải dao động từ trên 50 triệu euro trong phiên chợ hè. Và dĩ nhiên là nó không rẻ, đặc biệt là nếu như có những sự cạnh tranh xuất hiện bên lề khi sự thương thảo diễn ra. Bù lại, Real Madrid được cho là sẽ giảm tương đối lương với hậu vệ này, dù với hợp đồng 4 năm thì lương cũng chỉ rơi vào khoảng 150.000 bảng cho mỗi tuần, nó thấp hơn con số 180.000 bảng. Thế nên, hẳn là thương vụ sẽ khó lòng mà xúc tiến nhanh chóng được. Real Madrid trong cùng kỳ năm ngoái thì có những tín hiệu chiêu mộ Rhys James của Chelsea, nhưng mà cầu thủ này bây giờ đang là đội trưởng của Chelsea và có một tiền sử chấn thương đang còn gây lo ngại hơn cả Carvajal nữa. Nhắc vậy để thấy rằng việc đem về một dạng hậu vệ hiện đại có khả năng tấn công chẳng phải là điều gì gây bất ngờ với Real Madrid cả. Và như bản thân Arnold cũng từng chia sẻ rằng anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và không muốn chỉ trở thành cầu thủ giành được danh hiệu khi còn trẻ, thì đặc biệt nếu như mùa này Liverpool trắng tay, quyết định chuyển đến Real Madrid hoàn toàn có thể được ấn định ngay và luôn. Mặc dù việc đàm phán để đưa Arnold về ngay tháng 1 có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng đây là phương án mà Real Madrid nên cân nhắc nghiêm túc. Sự hiện diện của Arnold trong đội hình sẽ giải quyết triệt để vấn đề ở cánh phải, đồng thời mang lại thêm nhiều phương án tấn công hơn nữa cho đội bóng này. Trong hệ thống của Ancelotti, vai trò của hậu vệ biên chẳng dừng lại ở việc hỗ trợ phòng ngự, đóng góp đáng kể vào mặt trận tấn công. Alexander-Arnold với khả năng chuyền bóng chính xác và những quả tạt nhiều sát thương hoàn toàn phù hợp với triết lý này. Anh có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong việc phát triển lối chơi từ tuyến dưới, đồng thời tạo cơ hội cho các ngôi sao tấn công như là Vinicius Junior hay Jude Bellingham với những pha phất dài phản công. Về khoản này thì sau khi Real Madrid mất Toni Kroos, cầu thủ có trung bình 7 đường truyền dài chính xác mỗi trận mùa trước, Ancelotti đang phải trông chờ vào hai trung vệ Rudiger và Militao cùng với Feder Valverde để thay phiên nhau tạo nên sự khác biệt. Nhiều người cho rằng nếu Kroos còn đó, Mbappe sẽ được unlock từ sớm chứ không phải lận đận như hiện tại. Bản thân đội trưởng của đội tuyển Pháp từng nói như thế này khi được hỏi về việc thay đổi kiểu chơi. Tại sao tôi không chạy ra phía sau nữa ư? Điều đó phụ thuộc vào đội. Ví dụ khi chúng tôi có Paul Pogba, tôi có thể chạy một cách mù quáng và anh ấy sẽ luôn tìm thấy tôi. Bây giờ tôi phải thích nghi với một tình huống khác. Câu chuyện trên tuyển Pháp của Mbappe trong kỳ Euro năm nay cũng tương tự, đặc biệt là khi Griezmann chẳng có phong độ cao. Nó khiến cho khả năng tạo nên những pha chạy chỗ phá bẫy việt vị của anh bị ảnh hưởng.
và tính kết nối của tuyến dưới với thời điểm chạy của Mbappe, nó cần phải có sự điều chỉnh. Với một cầu thủ được đánh giá ngang hàng với Kevin De Bruyne trong những đường truyền vượt tuyến trong nhiều mùa giải, Trent Alexander-Arnold có kinh nghiệm để thay đổi sự kém ăn khớp này. Thế nhưng việc chiêu mộ Arnold cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về mặt chiến thuật. Một trong những điểm yếu lớn nhất của cầu thủ này đó là khả năng phòng ngự xét rộng trong cả sự nghiệp, điều đã nhiều lần khiến cho anh bị chỉ trích trong màu áo của Liverpool. Real Madrid vốn đã gặp nhiều vấn đề về sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, sẽ cần xây dựng một hệ thống bọc lót hợp lý để khai thác tối đa điểm mạnh của Arnold mà không làm lộ ra những khoảng trống nguy hiểm. Sự thay đổi này đòi hỏi một hàng tiền vệ có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, đặc biệt là ở vị trí tiền vệ trụ. Aurelien Tchouaméni và Eduardo Camavinga là những cái tên có thể đảm nhận vai trò này, nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng và đạt được sự ổn định cần thiết. Trong quá khứ, Real Madrid từng rất thành công với cặp hậu vệ biên tấn công là Marcelo và Dani Carvajal, nhưng đó là khi mà họ có Casemiro là tấm lá chắn thép ở khu vực giữa sân. Hiện tại, với việc Casemiro đã rời đi, đội bóng cần một cầu thủ có khả năng đọc trận đấu và giữ vị trí tốt để thay thế anh. Một cái tên đáng chú ý là Martin Zubimendi của Real Sociedad, người được đánh giá cao về khả năng phòng ngự và tổ chức lối chơi. Nếu Real Madrid có thể chiêu mộ Zubimendi, anh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để bổ sung cho sự hiện diện của Alexander-Arnold ở cánh phải, hoặc là làm thế nào đó để khai thác được Tchouaméni một cách trọn vẹn hơn, bởi hiện tại thì anh đang mắc sai lầm rất nhiều nơi tuyến giữa. Ngoài những vấn đề về chiến thuật, thương vụ Alexander-Arnold cũng mang ý nghĩa lớn về mặt biểu tượng. Real Madrid từ lâu đã là điểm đến mơ ước của các cầu thủ hàng đầu thế giới và việc ký hợp đồng với Arnold sẽ củng cố thêm danh tiếng này. Ngoài ra, có thể anh còn là một biểu tượng thương mại có sức hút lớn, điều sẽ giúp cho Real Madrid tăng giá trị thương hiệu trên toàn cầu. Bên cạnh đó thì việc chiêu mộ Trent Alexander-Arnold còn cho thấy tham vọng không ngừng của Real Madrid trong việc duy trì vị thế hàng đầu ở châu Âu. Tuy nhiên thì ngoài Arnold, Real Madrid cũng đang nhắm đến Alphonso Davies, vốn đã từ rất lâu rồi, một hậu vệ trái với lối chơi tấn công mạnh mẽ tương tự ở hành lang cánh đối diện. Nếu cả hai thương vụ này cũng thành công, đội bóng Hoàng gia sẽ sở hữu một cặp hậu vệ biên có khả năng bùng nổ tấn công bậc nhất thế giới. Nhưng điều này thì cũng đồng nghĩa với việc Ancelotti sẽ phải tìm cách cân bằng đội hình một cách khéo léo. Một đội hình với hai hậu vệ biên tấn công cao có thể tạo ra sức ép lớn lên đối phương, nhưng đồng thời thì cũng để lại những khoảng trống lớn ở hai bên cánh, đặc biệt là khi phải đối mặt với những đội bóng có lối chơi phản công nhanh. Mà trong bối cảnh Mbappe còn chưa thích nghi được, hàng công vẫn đang lộn xộn, tuyến giữa vẫn chưa khiến cho người ta quên đi được Toni Kroos, thì cũng có khi sự cải thiện chưa đến, nhưng những vấn đề thì tăng lên nhiều hơn. Việc cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ là bài toán lớn nhất mà Ancelotti phải giải quyết nếu Arnold và Davies cùng cập bến Bernabeu, trong trường hợp mà họ ưu tiên sự bùng nổ. Huấn luyện viên người Italia đã từng chứng minh được sự linh hoạt chiến thuật trong quá khứ, nhưng đây sẽ là thách thức không nhỏ, nhất là khi mà đội bóng đang cạnh tranh ở nhiều đấu trường lớn. Nhìn chung thì việc chiêu mộ Trent Alexander-Arnold là một bước đi mà Real Madrid có thể thúc đẩy càng sớm càng tốt. Hiện tại, Dani Carvajal chấn thương cả mùa, Lucas Vazquez thì sẽ phải nghỉ đến ít nhất là giữa tháng 12. Về cơ bản là khi mà kỳ nghỉ quốc tế quay trở lại mà tình hình không có đột biến, họ sẽ không có một right back chính hiệu. Real Madrid không hiếm khi lâm vào tình trạng như thế này trong vài năm gần đây, và dù Ancelotti trấn an dư luận thì việc đầu tư thêm vào đội bóng là điều rất cần thiết. Tiền bạc, đàm phán và đặc biệt là việc chuẩn bị một kế hoạch cho cầu thủ người Anh vốn vẫn là vũ khí chiến lược của Real Madrid để chiêu mộ cầu thủ, tất cả đều sẽ phải thực hiện một cách chuẩn chỉ và qua đó thì thương vụ sẽ nằm trong tầm tay.